Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Angry Birds Transformer và mình là Thành NG đây. Thì nếu như em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục. Mình đã nâng cấp được cái con lợn robot này lên cấp 5 rồi thì phải. Và chúng ta đã đạt được cái mức rank là 15. Ở đây thì đây, con này lên cấp 5 rồi. Và muốn lên cấp 6 nó sẽ cần là 50.000 vàng cơ. Và cần 3 cái nguyên liệu này nữa này. Được rồi, thì mình sẽ mở khóa được một cái khu vực mới ở đây nha. Chúng ta sẽ mở được khóa một cái khu vực mới đây này. New rank à, chúng ta sẽ có thêm đồ mới này. Ok. Cái này mua bằng 600 gold cơ. Mình cũng không có tiền nên thôi mình sẽ bỏ qua cái này. Rồi, chúng ta sẽ cho nổ cái khu vực này nhá. Đây đây đây. Hôm nay mình sẽ được tặng thêm 5 viên game này. Mình sẽ cho nổ khu vực này luôn. Trong này sẽ có một con mới này. Đó, ngon. Cái này thì ta sẽ mở ra con này bằng cánh 600 pick. 600 con lợn đấy. Mở luôn thôi. Đó. Unlock, unlock. Rồi, chúng ta sẽ unlock cái con lợn này ra. Mở ra nào. 600 con lợn, mình có tận hơn 1.000 con cơ. Thoải mái đi. Mở ra đi. Đây sẽ là một con robot mới của chúng ta. Mình sẽ được chơi con này luôn. Đó, con này là gì đây? Wow, xe gì nhỉ? Không biết xe gì luôn. Bắn nhanh vãi. Chắc dùng để tiêu diệt mấy con này cực kỳ nhanh này. Bắn. Auto. Vấn đề là mấy con này bắn rất là khó. Giết lợn rồi. Chỉ có thể giết lợn. À, mình hiểu rồi. Mình hiểu cái tác dụng của nó rồi. Con này sẽ chủ yếu giết lợn. Rồi, bắn mắt chết luôn. Vãi trưởng thật. Nổ, chưa? Xe gì đây? Xe gì đây? Đây xe đua anh em ạ. Đẹp phết. Rồi. Tiêu diệt sạch lợn luôn, cả đống lợn. Bắn nhanh nhờ. Mắc nhanh luôn đấy. Đây. Trên trời kia. Trên trời. Bắn băng cũng được mà, con này bắn băng cũng tốt. Đấy. Nó bắn thành một tràng luôn đấy. Lên xe. Yeah. Đây sẽ là con lợn mới của chúng ta. Hai vết. Mỗi khu vực ta sẽ có thêm một con lợn khác nhau. Đây. Đó. Đẹp trai. Mình sẽ skip luôn. Con này là một con lợn già đúng không? Đây cái xe này. Và có bản thiết kế ở đây. Hóa tủ lạnh này, hóa xe đạp này. Đây là máy cắt cỏ này, bình hoa này. Tất cả những cái bản thiết kế vớ vẩn. Đập luôn bản thiết kế. Rồi, con này tên là gì nhỉ? Để mình sẽ xem tên là gì luôn. Nó sẽ có thể nâng cấp lên này. Con này là Motor Chess Big. Con lợn này ạ. Được, con này cũng được. Và rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Trong này thì chúng ta sẽ mình mở khu vực này rồi đúng không? 20, rank 20 ta mới sẽ mở khu vực này tiếp theo này. Ok. Một hòm vàng, hòm ngọc này. Này này. Rồi mình sẽ mở cái này ra nha. Mở tấm thẻ thôi. Và hy vọng thì chúng ta sẽ lên được cái mức 10 mà không dính phải con lợn nào cả. Hy vọng. Rồi có con lợn bay này. Mình cực kỳ ghét. Trời ơi, vừa vào cái đã bị mấy con lợn rồi. Thật sự đời tôi đen đủi quá. Mất 10 game rồi. Bây giờ có 5 game trở lại thôi. Lại là một cái tai nghe của cái con 291 này. Con chim nhé, con red. Thêm năng lượng cũng tốt. 2 mức thôi. Rồi còn một mốc thôi. Tốt. Và chúng ta đây mình sẽ mở món quà tai nghe của con vàng. Rồi mình sẽ exit ra thôi. Chơi thêm kiểu gì mình cũng sẽ dính phải con lợn bay. Đó. Phần quà của Grimlock sẽ là thêm 200 điểm à. Mình đứng thứ 10 à. Giảm điểm quá cơ. Cái gì đây? Chúng ta như kiểu là thử nhá. Thử xem nào. Liệu rằng ta có thể chơi không? Bỏ này ra. Đây. Thử phát. Cái này là cái gì nhỉ? Hình như là tiếp tục là chơi cái sự kiện đúng không? Mình sẽ x cái này ra ngoài này. Đây. Một con tàu. Lên nào. Giật xét cái. Tốt. Mình sẽ có lớp giáp bảo vệ. Cái lớp giáp bảo vệ rất cần thiết cho mình. Lợn này. Lợn. Lao ra. Tốt. Lên.
Đừng có tham mà được. Tham là... tham là chết đấy nhá. Cái chân này vẫn trụ được vững này. Tốt phết. Chính xác thôi. Chơi chỉ cần chính xác thôi. Đấy, thế được rồi. Tốt. Chân cầu. Đó, đổ rồi mà. Oh man, từ từ. Kích hoạt lớp da bảo vệ lên. Vì mình còn khá nhiều năng lượng ở đây. Thoải mái đi, thoải mái dùng đi. À, nó sẽ tính theo lớp da bảo vệ là mấy lần đấy. Đông thế. Đánh vào đâu đây, đánh vào đâu đây. Đây nữa, năng lượng. Năng lượng này, năng lượng này. Thuốc nổ này. Bay hết luôn. Lên xe. Một trận chiến nó khá dễ dàng thôi. Quá nhanh luôn đấy. Con tàu vũ trụ sẽ bay đi này. Đó. Finisher rồi. Chúng ta đã hoàn thành cái này rồi. Và mình sẽ skip bonus này. 142 cái cục kia. Không biết là cục gì luôn. Đây bây giờ mới gọi là play event này. 142 trên 1000 cái cục Optimus gì đó. Đây đây. Tiến lên nào. Chúng ta sẽ chiến đấu với nó luôn. Xuống dưới. Lấy năng lượng. Đó. Lấy thêm năng lượng ở đây này. Đó. Rồi. Thêm vàng. Mình sẽ có hai cục năng lượng rồi. Cái con này quá khỏe luôn. Bao giờ mình mới có thể mở khóa được cái con chim này. Chim mỏ dài. Robot kìa, robot kìa, robot kìa. Thôi xong rồi, tôi không dùng ấy rồi. Trận này mình không dùng cái. Ok. Qua cái phần này đã. Phá hủy. Mà tốt lắm. Khó chịu phết đấy. Đây đây đây, máy bay tiêm kích, máy bay tiêm kích xuống dưới. Thêm năng lượng này. Đúng rồi, TNT. Cứ nhằm TNT thật nhanh, thật nhanh. Thật nhanh như thế này đấy. Rồi. Đơn giản. Có cái gì cái thì mình dùng luôn. Máy bay tiêm kích thì ba cục năng lượng nó sẽ khỏe hơn. Máy bay hỗ trợ ấy. Đó, đó, đó. Năng lượng này đủ đấy. Full năng lượng rồi. Tía cái đông đông cái dùng luôn. Đổ hết, đổ hết rồi. Đã xong. Một bé này. Trên trời này. Ở đâu ấy nhở? Chúng ta đủ máy bay ở đây. Sao trên chạy chậm vậy? Trở lại, trở lại, trở lại. Trở lại này. Tự nhiên là mình kiểu bị slow vậy. Máy bay đâu? Đấy. 186 cái hộp. Cái hộp có hình Optimus ở trên. Mình sẽ được 23 con lợn. 186 này hiện tại đang đứng thứ nhất rồi. Nhưng mà đến chiều nay chắc chắn là chúng ta sẽ bị giảm điểm. Đảm bảo đấy. Nào, mình còn một số cái thứ để làm nữa trong này. Ờ, đáng mình cần dùng cái bảo vệ chứ nhở. Mình đâu cần cái máy bay ấy. Xuống, 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 xuống. Xuống lại, xuống lại, xuống lại, xuống lại. Chết hết. Chết hết. Trời ơi, có vàng kìa. Trời ơi, có nhiều thứ phết đấy. Thuốc nổ. Cái gói thuốc nổ của cái vàng. Năng lượng này. Vàng kìa, vàng kìa. Di chuyển qua, di chuyển qua, di chuyển qua, di chuyển qua. Một phát này, cục vàng. Dưới chân nó. Đã xong, đã xong, đã xong rồi. Xuống dưới, xuống dưới này. Giật xét, giật xét. Đã xong. Năng lượng, năng lượng, năng lượng. Lướt qua. Tốt, tốt. Hay lắm. Như kiểu mình được slow motion ấy. Bắn sướng vãi. Rồi. Rất nhiều thứ luôn, lên. Slow motion này sướng vãi. Bây giờ thì này, bình thường rồi này. Phá hủy hết, tốt. Này này, nổ. Tuyệt vời. Lướt qua thôi. Ôi con này nó chưa chết kìa. Chân này nó trụ vững quá. Trụ vững quá này, trụ vững quá này. Không chết à, bây giờ cuối cùng đã chết. TNT, nổ hết.
cho nổ hết luôn. Đó. Trời ơi, không được. Nó bị vướng à. Máy bay tiêm kích xuống. Phá hủy hết kìa. Ngon vãi. Nào, chúng ta sẽ lấy thêm năng lượng ở đây. Tiêu diệt con này luôn. Đã xong. Phía trên nữa này. Di chuyển tốc độ cao thôi, không cần phải đổi đâu. Ý ý. Mắc chậm luôn. Ok. 255 rồi này. Mà làm sao để tăng tốc độ được? Đổi à? Biết phải đổi con à? Đây, trở về tốc độ bình thường rồi. Năng lượng này. Lướt qua đã, lướt qua đã, lướt qua đã. Một phát này nổ hết. Cái này dạng như kiểu slow motion ấy. Nhưng mà nhìn cái đó khó chịu quá. Trong này có vàng này. Ờ, không có gì à? Không có cái gì ạ? Không có cái gì ạ? Không có cái gì ạ? Lên xe. Mình sẽ cho thêm 254 cái hộp nữa. Finish rồi. Và chúng ta sẽ skip sang cái này. 582 nhá. Next này. Sang cái màn mới. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại đây. Lấy vàng, lấy vàng. Lấy thêm vàng này. Và rồi, chúng ta sẽ có những cái trận sau. Blueon, mình thích chơi con này nhất. Được nâng cấp lên. Sử dụng máy bay đi. Máy bay chỉ là một sao thôi. Gọi máy bay chỉ là một sao thôi. Đây, mình sẽ gọi con này ra xuống này. Gọi máy bay chỉ là một sao thôi. Còn con kia thì là 3 sao, 2 sao. Cái lớp giáp là 2 sao. Đó, xe xuống. Lên. Được nâng cấp rồi, vũ khí kìa. Vìa khỏe lắm rồi. Thêm năng lượng này. Wow. Khả năng phá hủy kinh khủng luôn đấy. Chạy đi đâu. Vàng này. Bắn phát chết luôn. Cục vàng, cục vàng, cục vàng, cục vàng. Tốt. Phá hủy kinh khủng luôn. Thêm năng lượng này. Máy bay tiêm kích. Hai cục rồi. Máy bay tiêm kích xuống. Xôi ôi, phá hủy. Bá cháy. Kiếm cực kỳ nhiều vàng luôn. Ờ, nhầm. Xe tăng nhầm. Trên trời. Đệ xuống, tốt. Tốt lắm, Blueon đánh sướng thật. Nhưng mà chắc mình phải nâng thêm vào những nhân vật kia thôi. Chứ nâng một con quá thì nó khỏe quá. Thay ra những con kia nó yếu. Bắn đi. Thôi rồi. Ờ, không có năng lượng nhỉ. Chúng ta phá hủy hết rồi. Trên trời. Đó. Không mất máu luôn. Lên. Này. TNT. Có TNT càng ngon. Đúng rồi, chúng ta sẽ lấy thêm năng lượng đây. Xong. Gọi xuống. Gọi xuống này. Chúng ta sẽ có thêm một lần máy bay nữa. Đấy, con này hết cái mình sẽ gọi máy bay ra luôn. Đấy. Phá hủy thôi rồi. Xe tăng. Tiến lên. Ôi, nó đổ hết cầm loạt kìa. Đây rồi. Đánh chặn tên lửa. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Cái quả tên lửa vừa nhằm vào mình kìa. Tốt, TNT, nổ. Gọi đệ xuống. Một thằng đệ này, lên. Hay quá. Rất đông luôn. Đông này, đông. Ôi, tên lửa. Từ từ. Mình sẽ phải hạ cái tên lửa đã. Năng lượng này. Lướt qua. Có cái tên lửa đang đi theo mình nhá. Phá hủy trước khi nó lên xe. Ui, 2.000 tiền kìa. Wow. Quá nhiều tiền luôn. Hơn 2.000 tiền. Finish rồi. Skip này. Đập tay cái con này đánh tốt mà, đúng không? Được. Cho những con đánh rất tốt luôn. Lần đầu tiên mình được 2.000 tiền đấy. Một đống này. Subway cũng được. Subway đánh khỏe. Thì mình sẽ đánh con này. Còn con kia chắc chắn mình sẽ để nâng cấp thôi. Chứ bây giờ mình chọn con đầu tiên khỏe hơn. Con đầu tiên là vừa con Blueon vừa chọn xong. Optimus hơi yếu một chút. Khắc phục vậy.
Auto, auto, để auto. Gọi đệ xuống. Samurai. Ơ, nhầm. Nó phá hủy không được tốt đâu, không được bằng con kia đâu. Năng lượng. Đấy, chúng ta tập trung vào mấy cái này luôn, mấy cục này luôn. Nào, thêm năng lượng nào. Thêm năng lượng này. Tốt. Đệ xuống. Một phát này. Đã xong. Thêm năng lượng luôn. Rồi, cho đủ năng lượng đấy. Và máy bay. Con này chỉ có gọi được máy bay một năng lượng thôi. Không gọi được nhiều. Đấy, nên gọi liên tục được. Con kia gọi được cái máy bay hai năng lượng. Cấp cao hơn. Không phải nói là quá tệ đâu, phá hủy này. Phá hủy này, tốt. Xuống dưới. Rồi, phá hủy hết cả lợn luôn. Cả một đàn. Ngon. Trên trời. Tiêm kích trên trời. Trên trời. Tập trung bắn con lợn còn khỏe hơn đấy. Chứ mình tập trung bắn vào mấy cái đá này thì đến một quýt mới xong được. Đấy. Là mất cái khu vực giữa cái là nổ ngay mà luôn. Chưa đủ đệ. Đánh một con đá đến bao giờ? Đi thôi. Wow. Năng lượng. Ui, lên xe luôn rồi. Bó tay luôn. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Angry Birds Transformer. Bye bye.